Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Spyro Jaden. Video hôm nay sẽ là một video khá khác so với thường lệ. Chào mừng mọi người đến với vlog đầu tiên của mình. Câu chuyện trong vlog này xảy ra giữa mình và báo già Sa Đầu Quy đã khá lâu rồi, từ khoảng tháng 9 năm 2023 cơ. Thì bỗng dưng chú báo sau khi lướt Twitter thấy được một dàn PC rất là đẹp thì đã copy cấu hình và nhắn cho mình hỏi xem muốn mua được dàn này thì hết bao nhiêu chi phí. Sau khi nhìn tấm hình thì mình chỉ biết phì cười thôi, vì đây là một dàn máy rất cao cấp, toàn những linh kiện đắt tiền. Trong khi với kinh nghiệm tự build PC khá nhiều năm, mình biết nhu cầu của SATDI không cần dùng đến mức đấy. Để thuyết phục hơn thì mình có gửi cho bạn ấy xem mức giá của một vài linh kiện có trong dàn máy này. Tất nhiên là giá cả ở thời gian đó rồi chứ không phải hiện tại nhé. Và khỏi cần nói thì chắc chắn các bạn cũng biết phản ứng của chú báo là như thế nào rồi phải không? Ban đầu thì SATDI chỉ muốn mình cho một danh sách cấu hình để ra cửa hàng và chỉ vào đó nhờ họ build theo cho thôi. Nhưng mà nói chuyện một hồi, tư tưởng lớn của những con người thực dụng gặp nhau, bọn mình đi đến thống nhất cuối cùng đó là sẽ để mình áp dụng cách mà mình đã từng làm khi tự build máy của bản thân. Đó là mình sẽ săn sale mua từng linh kiện ở nhiều cửa hàng khác nhau và mình sẽ giúp SATDI build chiếc máy này, sau đó vận chuyển đi đến Hà Nội nơi SATDI sinh sống để tối ưu chi phí nhất. Và từ đó thì một chiếc PC đề cao hết mức sự thực dụng được hình thành. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với nhu cầu của SATDI. Ngoài chơi game ra thì bạn ấy muốn có một chiếc máy có thể edit video nhẹ nhàng để up lên kênh YouTube của mình hoặc lưu giữ các sự kiện quan trọng trong cuộc sống và có thể livestream ở độ phân giải 1080p hoặc 1440p trong tương lai. Quan trọng hơn hết thì SATDI muốn có một chiếc PC với tông màu sáng và ngoại hình đẹp như trong tấm ảnh đã gửi cho mình. Với những nhu cầu này thì mình đã lựa chọn cho bạn ấy các linh kiện có giá tiền như đang hiển thị trên màn hình. Vì SATDI là một bạn nữ và cũng không rành nhiều về công nghệ nên khi build mình đã không lựa chọn các linh kiện second hand để có được thời gian bảo hành dài nhất và giảm thiểu rủi ro cho bạn ấy. Mặc dù chắc chắn nếu lùng sục trên thị trường hàng lướt hay hàng second hand thì sẽ có thể build được cấu hình tốt hơn. Linh kiện duy nhất trong này mình mua hàng No Box đó là chiếc CPU và đây cũng là lý do khiến mình theo nền tảng AMD Ryzen. Các dụng cụ cần có để build PC thì rất là đơn giản. Chúng ta sẽ cần một chiếc tua vít 4 cạnh khá là phổ thông, một chiếc kéo hoặc dao để mở hộp các linh kiện, mình thì thích dùng kéo hơn. Và cuối cùng thì là một ít dây rút hay còn gọi là lạt nhựa để đi dây cho gọn gàng. Dây rút này có thể mua ở tiệm vật liệu xây dựng hoặc nếu không thì có thể tận dụng lại các sợi kém có sẵn trong hộp linh kiện của chúng ta cũng được. Đầu tiên khi build PC sẽ là khâu chuẩn bị ngoài case. Bo mạch chủ mình lựa chọn đó là B550M Pro 4 của hãng ASRock. Đây là một bo mạch chủ cỡ Micro ATX nền tảng AMD ARM4 và có tông màu bạc đen, có thể tạo nên một tổng thể tương đối hài hòa nếu kết hợp với các linh kiện màu trắng còn lại. Sau khi unbox xong bo mạch chủ thì tiếp theo sẽ là CPU. Với một nhu cầu không phải thuần gaming mà có chút tác vụ khác nữa thì mình sẽ muốn có một CPU 6 nhân cho dàn PC của SATDI. Ở phân khúc này sẽ có hai lựa chọn sáng giá là Intel Core i5 12400F và Ryzen 5 5600 với mức hiệu năng khá là tương đồng. Tuy vậy thì vì CPU Ryzen nếu tính cả combo thì AMD sẽ rẻ hơn được khoảng 1,5 triệu đồng, trong khi hiệu năng thì chỉ thua có vài phần trăm mà thôi. Và vì đây là một dàn PC với độ thực dụng cao, mình đã lựa chọn AMD cho chiếc máy này. Trên bo mạch chủ sẽ có một khu vực để cắm CPU vào gọi là socket. Khi lắp CPU vào thì chúng ta xác định xem mũi tên ở socket nằm góc nào, sau đó kéo lẫy lên và đặt mũi tên trên CPU trùng vào đó là xong. Một số CPU đời mới sẽ có những cái hõm để chúng ta căn chỉnh thêm nữa. Các bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của bo mạch chủ để có thể lắp cho chính xác trước khi hạ lẫy cố định xuống nhé. Tiếp theo thì mình sẽ lắp RAM, mình đã chọn hai thanh RAM DDR4 ADATA XPG D50 phiên bản màu trắng, mỗi thanh có dung lượng là 8GB và xung nhịp 3200MHz. Với các CPU đời mới, việc lắp RAM theo cặp là rất cần thiết để kích hoạt Dual Channel, giúp cho CPU được tăng hiệu năng nhờ được gấp đôi băng thông giao tiếp với bộ nhớ RAM. Khi lắp RAM thì bạn hãy chú ý cái hõm ở trên thanh RAM để lắp vào bo mạch chủ cho chính xác và chúng ta ấn tay thẳng xuống cho đến khi nghe tiếng lẫy kêu là được. Sau đó thì mình lắp ổ cứng vào. Chiếc ổ cứng mình mua cho SATDI đó là Acer Predator GM7000 phiên bản 1TB với giá là 1.400.000 đồng. Đây là một chiếc ổ cứng chuẩn PCIe Gen 4 với ổ NVMe. Khi chọn mua làm ổ chính để cài đặt hệ điều hành và các phần mềm cũng như là trò chơi thì chúng ta nên mua ổ có bộ nhớ đệm DRAM, vì nếu không thì khi ổ cứng gần đầy hoặc chạy các tác vụ nặng như edit video sẽ bị thiếu bộ nhớ đệm dẫn đến tốc độ giảm rất mạnh. Tuy vậy thì việc có DRAM hay không thường không được các hãng ổ cứng quảng cáo kỹ càng trong thông số sản phẩm. Để tìm xem mẫu ổ cứng bạn chọn có DRAM hay không, các bạn hãy truy cập kho dữ liệu của trang techpowerup.com, tìm tên SSD theo đúng dung lượng bạn đang định mua trên kho dữ liệu này và xem ở cột DRAM có dữ liệu hay không là được nhé.
Sau khi lắp ổ cứng xong thì tiếp theo sẽ là bộ tản nhiệt. Đây là bộ tản nhiệt nước All-in-One LE520 đến từ hãng Deepcool, một mẫu tản nước có hiệu năng cho giá thành tương đối ổn và ngoại hình cũng rất thích hợp cho chiếc PC này, cực kỳ là thực dụng. Việc lắp các bộ tản nhiệt nước thì sẽ hoàn toàn là khác nhau, do đó các bạn hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để thực hiện chính xác nhất. Quy tắc chung của một chiếc tản All-in-One thì sẽ gồm hai thành phần, đó là máy bơm nước và két nước. Với máy bơm thì chúng ta gắn thẳng lên phía trên của CPU để bơm nước tuần hoàn làm mát cho linh kiện này. Dây cắm cấp điện cho máy bơm nước sẽ thường được nằm ở khu vực phía trên gần khe RAM. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của bo mạch chủ để tìm được chính xác vị trí này nhé. Còn két nước thì chúng ta gắn quạt tản nhiệt vào để khi nước được bơm qua các lát tản sẽ được hai chiếc quạt này làm nguội đi để trở lại CPU. Vậy là đã xong giai đoạn chuẩn bị ngoài case rồi. Giờ thì chúng ta hãy đến với chiếc vỏ case. Vì là một dàn máy thực dụng, vỏ case đã là yếu tố mình cắt giảm đi khá nhiều. Ảnh chụp không gian để máy mà Sadie gửi cho mình thì trông nó không quá rộng rãi. Vì vậy mình lựa chọn vỏ case MIK Eater, một chiếc vỏ có chiều rộng và chiều sâu khá là gọn, khiến cho thể tích của nó phần lớn đủ vào chiều cao. Đây là một vỏ case mini tower, có thể chứa được các bo mạch chủ cỡ từ Micro ATX trở xuống. Vì là vỏ case giá rẻ nên mình thấy chất lượng các lá kim loại được sử dụng trên chiếc case này cũng hơi mỏng, không có các tấm cao su để che lỗ đi dây và cũng như là không có các cơ chế để bảo vệ tấm kính hông nào cả. Nhưng giá rẻ thì chịu thôi, cũng không đòi hỏi gì được nhiều, mình chỉ cần thật cẩn thận với tấm kính là sẽ ổn. Sau khi gỡ tấm kính ra rồi thì mình luồn các dây kết nối nút bấm của vỏ case sang phía sau để cột tạm. Khi build PC thì chúng ta hãy cố gắng đi dây thật gọn gàng, vì nó không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn giúp trong case thông thoáng và ít vật cản đối lưu khí hơn. Chuẩn bị case xong rồi thì mình lắp cụm linh kiện đã thao tác trước đó vào bên trong. Nếu bo mạch chủ có miếng chặn sau không gắn liền như thế này thì các bạn nhớ là phải gắn nó vào trước đã nhé. Một số bo mạch chủ đắt tiền hơn thì sẽ không cần làm việc này. Sau đó thì mình bắt bo mạch chủ vào trong case. Thường thì đi kèm case sẽ có các ốc vít phụ kiện, trong đó có hai loại ốc, một loại ốc có gờ như thế này và một loại ốc đầu tròn trơn. Ốc có gờ thì để lắp các chi tiết liên quan đến mặt sau của case, ví dụ như bộ nguồn và card đồ họa. Còn ốc tròn trơn thì mới là ốc để bắt bo mạch chủ nhé. Rồi, đã bắt bo mạch chủ xong thì mình sẽ tiếp tục bắt két nước lên phía trên của case. Để bắt két nước thì mình sẽ sử dụng ốc có ở trong hộp của bộ tản nhiệt. Tiếp theo thì mình sẽ cắm các dây kết nối nút bấm của case với bo mạch chủ. Mấy cái dây kết nối này thì sẽ cực kỳ là nhỏ, ngoài ra thì thứ tự cực kỳ khác nhau tùy thuộc vào vỏ case và bo mạch chủ. Do đó thì đây là một bước nữa mà sách hướng dẫn sử dụng của bo mạch chủ sẽ hỗ trợ cho mình rất đắc lực. Tiếp theo thì mình sẽ lắp các quạt tản nhiệt. Đây là loại quạt được các pháp sư Trung Hoa nhái hoàn toàn theo mẫu quạt Lianli ở trong tấm ảnh mà Sadie gửi cho mình ban đầu. Bây giờ chính là giai đoạn nhức cái đầu nhất, đó là kết nối các dây quạt với nhau và đi dây cho gọn gàng. Và mình tiếp tục dùng các sợi kém để cố định tạm thời, sau đó chuyển sang bước kế tiếp. Thí sinh tiếp theo được unbox sẽ là bộ nguồn của máy. Mình lựa chọn bộ nguồn PK750D cũng của hãng Deepcool vì giá thành tốt nhưng chất lượng hoàn thiện là cực kỳ ổn. Và đây là bộ nguồn đạt chuẩn hiệu năng 80+ đồng, công suất 750W. Và với mức công suất này là đã rất dư để có thể vận hành êm ái tất cả các linh kiện trong máy, hoặc đáp ứng được nếu sắt đi có nhu cầu nâng cấp các đồ họa hay là CPU sau này. Với bộ nguồn, việc đầu tiên mình làm đó là sẽ lọc ra những dây cắm mà mình cần phải sử dụng. Đầu tiên thì mình cần một dây đầu 6 cộng 2 pin dùng để cấp nguồn cho các đồ họa, một dây đầu 4 cộng 4 pin dùng để cấp điện cho CPU, một dây 24 pin dùng để cấp điện cho bo mạch chủ. Còn lại các dây không dùng đến thì mình sẽ cột gọn lại thành một bó. Sau đó thì mình đưa bộ nguồn cùng bó dây không dùng vào ngăn chứa và sử dụng những chiếc ốc có gờ ban nãy để cố định bộ nguồn với vỏ case. Mình đã mua thêm một vài dây cáp nối dài màu trắng để giúp chiếc case được đồng bộ và đẹp mắt hơn. Mình luồn các cáp này vào vị trí cần để và kết nối chúng với các sợi cáp của bộ nguồn ở mặt sau. Như vậy là xong. Đến đây thì đã gần như hoàn thành chiếc PC rồi, chỉ còn linh kiện cuối cùng cho bộ case này nữa thôi, đó là chiếc card đồ họa. Mình lựa chọn card đồ họa Gigabyte RTX 4060 Aero, một chiếc card rất là đẹp và phù hợp với tổng thể. Mình săn được nó với giá rất hơi, đó là 7.500.000 đồng hàng mới. Ở thời điểm tháng 9 năm 2023 thì cái giá này còn rẻ hơn cả giá của một chiếc 3060 phiên bản thấp cấp nữa. Và với lợi thế là thế hệ card đồ họa mới nhất đến từ Nvidia, nó được trang bị thêm các nhân tăng tốc AI có thể tận dụng được trong một số phần mềm edit đời mới sử dụng AI cho một vài tác vụ, ví dụ như khử tiếng ồn hoặc khử nhạc nền gì đó. Ngoài ra đối với việc stream hay edit video, chiếc card này còn có hỗ trợ render AV1, một chuẩn codec mới giúp video có chất lượng rất tốt trong một mức dung lượng nhỏ hơn. Cái này thì các card đồ họa đời 3000 sẽ không có. Bản thân mình cũng đã chuyển sang dùng codec AV1 cho cả stream lẫn video từ lâu và cảm thấy rất hài lòng với chất lượng mà nó mang lại.
Cách gắn thì cũng giống với gắn RAM mà thôi, để chân cắm đúng vào khe cắm rồi ấn một chút, nghe tiếng của lẫy kêu là được. Sau đó thì cắm dây nguồn và cũng sử dụng ốc có gờ để cố định các đồ họa vào vỏ case, như vậy là xong. Công đoạn cuối cùng còn lại đó là mình cột các dây kết nối vào cho gọn gàng để việc đóng mở nắp hông được dễ dàng hơn. Sau đó mình cắt bỏ các đoạn dây rút thừa rồi đóng nắp lại, như vậy là xong. Thành quả lao động cuối cùng đã hoàn chỉnh rồi. Sau đó thì mình update BIOS, cài đặt Windows, các phần mềm và trò chơi theo yêu cầu của SATD, như vậy là xong. Vlog tưởng chừng đến đây đã hoàn thành, nhưng mà không. Báo SATD nói rằng bạn ấy có thể sẽ cần thêm Wi-Fi và Bluetooth để kết nối với loa, vì ban đầu cứ tưởng rằng máy sẽ tự có nên đã không nói, thì là báo hết chỗ. Vậy là mình lại mất thêm vài ngày để order một chiếc cạc Wi-Fi, một cặp anten bắt sóng và một cặp dây kết nối. Sau khi đã test xong xuôi các kiểu rồi, thì mình tháo anten Wi-Fi ra để đóng gói. Chụp một vài tấm hình ghi kèm hướng dẫn cho SATD để bạn ấy có thể tự mình lắp ráp chiếc máy, kết nối nguồn và màn hình khi nhận được. Cuối cùng thì mình đóng thùng và vận chuyển chiếc máy đến cho SATD. Chiếc máy đi từ Kon Tum đến Hà Nội sau khoảng 3 ngày, hoàn toàn nguyên vẹn và đã trở thành một phần trong góc giải trí lẫn streaming của SATD kể từ đó đến nay. Feedback của SATD đó là cảm thấy rất hài lòng khi chiếc máy đã phục vụ rất tốt các nhu cầu của bạn ấy, mà chi phí tiêu tốn thì lại rẻ hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Điều duy nhất bạn ấy muốn chỉ là có thêm nhiều bộ nhớ hơn để lưu trữ được nhiều file hơn thôi. Được biết là chiếc máy đã phục vụ bạn ấy rất tốt cũng là một điều làm cho mình cảm thấy rất vui. Và vlog đầu tiên của mình đến đây là đã hết rồi. Lần đầu làm vlog, có thể chất lượng video của mình cũng chưa được cao cho lắm. Nếu các bạn thích video thì hãy like và để lại bình luận bày tỏ ý kiến nhé. Hy vọng sớm có cơ hội gặp lại các bạn trong các vlog tiếp theo. Xin chào!